Hello xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại video theo của mình Hãy tiếp tục chiến đấu anh em nhé Ok, vẫn chiến ở bộ môn tài xỉu 1 đến 5 này Ở bên này thì có rất nhiều sảnh cho anh em chơi luôn, hãy giới thiệu qua cho anh em phát nhé Bình thường mình vào chiến mình cứ vào tập trung vào cái sảnh mình hay chơi đó, tài xỉu 1 đến 5 Nay có thằng em nó hỏi thì mình, mình nhớ nó bảo là có Baccarat ở đây không, đây Ôi, anh em bấm vào online nhá. Đây Baccarat này, sảnh sexy này, Live Casino này. Đây đầy đủ luôn anh em. AG Live Casino này, Đó, rất là sảnh nhiều sảnh online nhá. Chúng là chơi bên nào cũng thế thôi. Như à, hình như là con Go 8. Với con 8 s thì không biết là có sảnh này không thì chiều nói chung là mình cũng không để ý. Đấy, bên này thì có đầy đủ luôn anh em. Đây, anh em thích chơi này. Lô đề sổ số, số đầy đủ nhá. Đấy, mà được cái là bên này là mình thấy đã đánh lô đề mình hay chơi bên này à lô đề thì nó giả thưởng rất là nhanh nhá mà nạp rút bên này thì mình chơi khá lâu rồi gần năm nay rồi chưa gặp thấy tình trạng ngâm tiền bao giờ Đấy, chỉ thua không rút ra tiền luôn đầu trước là mình chơi đầu tiên là cũng có thua sau về cứ học cách ngâm cứu cầu kèo thì cũng gỡ được anh em ạ thua bên con 8 s này khá nhiều quay ra chơi con BB7 này thì cũng gỡ được chơi web bờ thôi em. Chơi nhẹ nhàng cơm gạo thôi. Hôm nay chơi trong sảnh v uh, 7 nhá. Đấy, có rất là nhiều lựa chọn anh em này. Để anh em kiếm có gạo này không mini game có này, 40 cái xỉu này. Nó cũng như con con 8bit thôi. Giao diện bên này nhìn nó ok không? Ui, bấm vào xỉu rồi. định vào check cầu thôi anh em, bấm vào xỉu 1k thôi khỏi kệ. 7 này. 7 10 sẵn tài bảy về tài bảy về tài này hồi chốt nhẹ vào tay của, một củ đi Biết đầu tay Nhưng này điểm nhỉ chúng ta tay này đánh đỏ đen nhá tay này nếu chuẩn cầu thì nó về tài anh em ạ ok về xỉu này đúng là ăn theo may mắn anh em bắt đầu đặt nếu mà anh em chưa bộ buôn này mà kiểu chơi theo may mắn thì nó không không thắng mãi đâu em phải bắt cầu kèo ngâm cứu cho kỹ Bốn này, bốn, sáu chân tài này. Đôi bốn, đôi bốn chân tài. Leo kịp vào năm cổ. cổ rồi anh em, định vào một tay kết của mình em ạ. Bên này thời gian nó hơi nhanh. Ui, mày thế nhỉ? anh em ạ. Mình định vào một tay cầu lừa này, nó vẫn chạy cầu 414 à. Bắt đầu đặt cược. 12 6 tám chân tài. tay này vào một tay uh, hồi xỉu anh nhá vào nhỉ, nhẹ một tay anh em nhỉ này vào sáu củ anh em cũng chưa xem Như cái này về gì cư. mở bát đi anh em ơi bú tài à, bố xỉu anh em thành công luôn mẹ xỉu 10 này hút những tay này gọi là uy tín luôn uh, 35 lãi được ba củ này anh em bắt tay hồi đi đi bên này check cầu nhanh nhá anh em nào chưa hiểu về cầu kèo thì có thể liên hệ theo mình mình uh, chia sẻ với anh cách vào tiền và cách uh, bắt cầu cho nó ok anh em có thể kiếm lãi uh, con trong con game này phát nào ui sáu lại xỉu 10 anh em ơi cứ tay được tay mất này khả năng là mình uh, vào một tay cho lãi rồi anh em anh em nào đang thua bên đây có 8 vs nhá cầu kèo không bắt được hay nào rút bên đây có vấn đề muốn đổi gió con game mà vb và bảy này thì link đăng ký mình để phía dưới phần bình luận hiện tại đang uh, có cốt trải nhiệm cho anh em nhá anh em cứ đăng ký nhận cốt lấy ok chưa vào một tăng uh, tay càng nét luôn anh em ok thành công luôn anh em ơi bú một tay uh, 35 8 củ luôn anh em anh em nào muốn đăng ký hiện tại con game này đang có code trải nghiệm cho anh em nhá Anh em cứ đăng ký đấy, rồi nhận code trải nghiệm con game Ok mượt mà thì anh em uh, chơi không thì thôi bỏ qua chẳng mất gì cả đúng không anh em Tại vì hiện tại có rất nhiều con game nó lừa đảo Anh em chơi thắng được không rút được nhá nên anh em phải trải nghiệm trước Và những con game nó lừa đảo đấy nó dụ anh em với cách khuyến mại rất là nhiều luôn Nên là anh em đừng có hàng vài đồng khuyến mại đấy, Chơi không được rút được ấy cay lắm Thôi đẩy số 4 lên được uh, 35 củ lên 42 củ rồi. Thì uh, đủ chi tiết lãi nhá. Nói chung là tay được tay mất này thì mình không nên cố gì cả. Có lãi được rồi anh em ạ. Đủ chi tiêu lãi thì mình kết thúc video ở đây. Chúc em áp dụng đường cầu. Chơi thành công rực rỡ anh em nhá. Hẹn anh em ở những video tiếp theo.